Trà My xin chào tất cả các độc giả của báo Sô Hoa. Một năm mới thì đã đến rồi nên My xin chúc tất cả mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng. Một năm qua của My thì My đã có một bước khởi đầu thành công với sự nghiệp người mẫu của mình, nên My hy vọng tất cả mọi người lại tiếp tục đón xem, theo dõi những hình ảnh của My trên Sô Hoa nhé. Xin chào. Minh Chị xin kính chào độc giả của Sô Hoa. Kính chúc cho quý độc giả có một mùa xuân quý tử thật là an vui, mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình, những người thân yêu nhé. Năm 2012 vừa qua là một năm mà đánh dấu được khá nhiều bước ngoặt trong sự nghiệp người mẫu của Minh Chị, và hy vọng là sang năm 2013 này thì chị sẽ tiếp tục phát huy những nguồn lực đang có và sẽ đem lại cho độc giả nhiều sự bất ngờ hơn nữa. Diễm Hương xin kính chào quý vị độc giả của Sô Hoa. Và trong năm vừa qua, Diễm Hương đã vô cùng cảm ơn và xúc động bởi những tình cảm của quý vị để dành cho Diễm Hương trong quá trình Hương đi thi Miss Universe đại diện cho Việt Nam. Và đối với Diễm Hương, đó là một cái thành quả rất là to lớn, bởi vì mặc dù Hương không đạt một cái thành tích cao giống như mà Hương đã mong muốn, cũng giống như mọi người, nhưng mà sau khi Hương về thì Hương nhận được rất nhiều tình cảm và sự yêu mến của quý vị. Và đối với Hương, không có sự thành công nào hơn đó chính là sự yêu mến và sự công nhận của quý vị dành cho Diễm Hương. Bắt đầu năm mới năm 2013 thì Việt Trinh xin kính chúc độc giả của báo Sô Hoa năm mới tràn đầy sức khỏe và an lạc. Và năm 2012 là một năm khá thành công của Việt Trinh. Việt Trinh làm đạo diễn được rất là nhiều phim, trong đó có bộ phim Trở Về Hai đang chiếu trên sóng HTV7 cũng khá thành công. Và năm 2013 Việt Trinh có một cái ước nguyện là cho văn hóa nghệ thuật của Việt Nam phát triển hơn năm 2012, và như là một cánh chim bay tung bay giữa bầu trời và có rất nhiều tác phẩm hay của các nghệ sĩ để cống hiến cho khán giả. Nhân dịp năm mới, Tùng Dương gửi lời chúc cho tất cả độc giả của Sô Hoa một năm mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và vạn sự như ý. Trong năm vừa qua thì Dương nghĩ rằng là một năm có lẽ Dương cũng đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng công chúng và đã được công chúng yêu mến rộng rãi hơn. Như Kim Anh xin gửi đến tất cả quý vị khán giả của Sô Hoa lời chào trân trọng và kính mến nhất. Và vừa một năm vừa qua thì Nhật Kim Anh cũng rất là vui và cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi tất cả quý vị khán giả đều ủng hộ cho Nhật Kim Anh trong phim mới Vực Thẳm Tình Yêu, cũng như là trong album mới Mưa Đã Tạnh. Và sắp tới bước qua năm mới rồi, Nhật Kim Anh xin chúc cho tất cả quý vị khán giả của Sô Hoa, chúc cho tất cả quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và tràn đầy sức sống trong năm mới, và là ban đặc biệt và là ban thật phát tài. Xin chào độc giả của soa.vn. Ngày hôm nay Hương Giang đến đây và thấy trong cái không khí này rất là muốn gửi những cái lời chúc mừng năm mới đến quý vị khán giả, đặc biệt là độc giả của báo Soa. Trong năm vừa qua thì Hương Giang rất là may mắn khi mà được tham gia Việt Nam Idol và giành được tình cảm yêu quý của tất cả quý vị khán giả. Hy vọng rằng là trong một năm tới đây thì quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho Hương Giang trên con đường sự nghiệp mà Giang đã chọn. Giang xin chúc tất cả quý vị sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, gặp thật là nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào. Xin chào độc giả của Sô Hoa vn. Nhân dịp năm quý tỵ năm mới đến thì Dương xin chúc độc giả của Sô Hoa sẽ có thêm sức khỏe, sắc đẹp và nhiều thành công trong năm mới. Năm nay thì Thùy Dương nghĩ là công việc của Thùy Dương sẽ có một số rất là nhiều những cái dự án mới, và mong mọi người luôn luôn theo dõi và ủng hộ Thùy Dương. Xin chào độc giả của Sô Hoa và Thùy Trang. Năm mới thì Thùy Trang xin chúc quý vị khán giả có một năm mới thật là dồi dào sức khỏe và may mắn. Trong năm mới này thì hy vọng quý vị khán giả sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ con đường người mẫu và cũng như tất cả các người mẫu trẻ hiện nay.